Thưa quý vị, trong cuộc sống ai cũng sẽ đôi lần vấp ngã, đôi lần phạm lỗi. Có những sai lầm thoáng qua như một cơn gió, rồi không còn ai nhớ đến nó. Nhưng có khi chỉ một lần vấp ngã, họ phải đánh đổi cả đời. Ma túy chính là vấp ngã mà người xa chân khó có thể quay đầu. Nó như một vũng bùn mà họ càng lún càng sâu. Họ cần lắm một bàn tay kéo họ lên, vượt qua những ngày khó khăn để làm lại cuộc đời. Trong tiết mục Đất và Người Bến Tre hôm nay, chúng tôi muốn nói đến một câu chuyện không phải mới, nhưng gần như chưa bao giờ cũ. Đó là cùng phát huy tính cộng đồng, tạo nên động lực, giúp người lỡ xa vào ma túy tìm về lẽ sống. Nhóm Liên minh Nhân ái Bến Tre là một tổ chức như thế. Nhóm hoạt động với tôn chỉ hỗ trợ giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Thông qua sự hỗ trợ kinh phí của tổ chức SCDI, nhóm Liên minh Nhân ái đã giúp cho hàng trăm người nghiện được tham gia điều trị, chăm sóc sức khỏe. Mà trong đó, hoạt động hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm là một trong những hoạt động mới mang lại nhiều giá trị. Nhờ đó, giúp cho người nghiện có thêm động lực để từ bỏ ma túy, cuộc đời họ được sang trang mới. Trong cuộc sống, mỗi người trong chúng ta ai cũng muốn mình trở thành những người tốt, những người được xã hội thừa nhận, tôn vinh. Và hẳn nhiên, không ai muốn mình là thành phần bất hảo, bị xã hội xa lánh, kỳ thị. Người nghiện ma túy cũng vậy. Sâu thẳm trong cuộc sống nhiều thác loạn, họ luôn ao ước được quay lại cuộc sống đời thường, được như bao người sống bình an, hạnh phúc, có công ăn việc làm, có gia đình và dung dáng cho gia đình ấy, nuôi dạy con cái nên người. Nhưng ma lực của ma túy là thứ mà không phải ai cũng có thể từ bỏ. Và một rào cản lớn nữa khiến người nghiện khó có thể cai thành công, đó là sự kỳ thị, xa lánh của xã hội. Bản thân em là uống methanol nữa, mà làm thì người ta là 7, thường thường là 7 giờ vô làm, tao nói 7 rưỡi rồi. Nhưng mà người nhờ thì bảo tao đợi cái này là 8 giờ vô làm, nên tụi em cái thời gian nó vừa uống thuốc xong có thể là đi làm. Chứ lại cái hồ sơ của lý lịch nói chung là cũng không có sáng mãi, cho nên có những chỗ làm người ta không nhận luôn, nó thẳng rồi không nhận. Tại vì nghĩ mình vậy là không nhận. Còn cái gì mà nhận thì cũng dạng như vô và nhìn những cái người ta không vui đó. Cho nên mình cảm thấy nói chuyện, cho nên ở không không mà không có làm gì. Nhưng nhìn ai có từ bảo có mở này lên đi làm, anh em phụ cũng như cộng đồng không. Làm gì nó vui. Mà trong cái vui đó thì nó sẽ quên đi cái chuyện mà mình chơi bời á. Cho nên giảm được rất là nhiều hết. Lúc ở tù về chơi lại nè, rồi nghe mấy anh em đi uống thuốc Methadone nè, thì nói trên đây có chuyện tình nhân ái của chị Bảo, chị giúp đỡ những người cai nghiện rồi muốn đi cai, thì cho nên mấy lên đây mấy nhờ chị giúp đỡ cho uống thuốc Methadone rồi với kiếm công việc làm nè, rồi chị giúp đỡ kêu lên đây đi làm mà chị cho đi thuốc rồi. Điều này khiến cho việc tìm kiếm việc làm, sinh kế của người nghiện trong quá trình từ bỏ ma túy gặp khó khăn. Hiểu rõ điều đó, giới tôn chỉ yêu thương, trân trọng và luôn đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp trong từng con người. Nhóm Liên minh Nhân ái do chị Đinh Hoàng Châu Bảo thành lập. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ về cai nghiện cho người từng lỡ bước, thì nhóm còn mở một cơ sở sản xuất mứt dừa và cá chà bông để tạo công ăn việc làm cho họ. Cơ sở nằm khiêm tốn bên con đường 173 tại ấp 3, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Là tới 8 giờ là có mặt đầy đủ, là mỗi người một công đoạn là nhảy vô làm, không có ai nhắc ai, nhưng mà mấy bạn có ý thức và mấy bạn làm việc rất là ok. Rồi nếu như mấy bạn đi làm rồi về rồi sáng đi uống thuốc như vậy thì cái việc mà tuân thủ điều trị sẽ tốt hơn. Tại vì ở đây thì chị sẽ gặp mấy bạn thường xuyên, chị cũng sẽ tư vấn về cái cách dinh dưỡng. Khi mà điều trị methadone thì mấy bạn sẽ giảm hại như thế nào? Mình ở đây cái chế độ mà khẩu phần ăn của mấy bạn thì chị cũng tăng cái dinh dưỡng để cho mấy bạn có sức khỏe. Rồi cũng vậy, ví dụ như nhiều bạn có thói quen mà uống sitin rồi này kia thì tới đây là bắt đầu dần chuyển qua uống nước lọc, uống nước trà đường hết rồi. Đó là cái đó cũng là một thói quen mà mình thay đổi được hành vi của mấy bạn. Thì mỗi hành vi thay đổi tí xíu thì sức khỏe mấy bạn cải thiện hơn. Thì nó cộng hưởng thì nó làm cho cái việc mà tuân thủ điều trị được tốt hơn. Cơ sở sản xuất mứt dừa và cá chà bông của nhóm Liên minh Nhân ái là nơi đầy ắp sự yêu thương, sự trân trọng cuộc sống dành cho đời, cho người, cho những anh em nghiện ma túy đang tìm lại cuộc sống của riêng mình. Cái tình, cái tâm tại đây của những người đồng cảnh ngộ chính là sợi dây kết nối giúp những người nghiện ma túy tìm lại ý nghĩa sống cho cuộc đời mình, quên đi sự cám dỗ của ma túy, sống những ngày vui vẻ, tích cực.
và có những cái nhà tuyển dụng thì các bạn lại không thỏa được cái điều kiện của nhà tuyển dụng, như là người ta yêu cầu là 7 giờ sáng có mặt, mà mấy bạn đi uống methadone thì phải 8 giờ mới có thể đến được cái điểm làm, thì không thỏa được cái điều kiện của nhà tuyển dụng thì cũng làm được. Thành ra là mấy bạn đi làm ở đây thì là uống thuốc xong đến đây làm. Ngoài cái chuyện tiền là giống như nãy mà tôi nói với bạn á, là làm cực khổ nguyên ngày mà lãnh lương 120.000 mà làm cực nguyên ngày thì là về sẽ biết trân trọng cái giá trị đồng tiền. Cái đó là một cái nữa là ở đây cái giá trị tinh thần, là ở đây mình thương mấy bạn thật, mình quan tâm mấy bạn thì mấy bạn cũng giống như là có một cái gia đình thứ hai á. Cái này làm là nói nổi này là cái công chuyện của tụi em, tại chị chưa bao giờ nói là cái chuyện này là chị làm cho chị. Cái này là cái chỗ, cái cơ sở này là của tụi cưng, của tụi cưng không phải của chị. Đó nên là tụi cưng phải cố gắng làm để mà duy trì nó. Lúc trước khi mà ở đây tụi em cũng là chơi bời, không có thất nghiệp, không có gì kỳ làm á. Cũng nhờ lại đây có bên Liên Minh Nhân Ái hỗ trợ là công an việc làm ổn định cho tụi em nè. Tụi em thất nghiệp đâu có gì làm đâu. Nay có việc làm ổn định thì tụi em cũng mừng. Tạo nhiều đông anh em lắm. Thì tụi em lo làm đây cũng hơi mệt mà cũng vui với đông anh em á, chứ còn quên luôn cái vụ mà bên chơi cai nghiện á. Cứ bản thân mình hy vọng rất nhiều chứ, về làm đi kiếm tiền đi lo cho cha mẹ con cái, là tại vì mình ăn chơi quá trời rồi, từ nhỏ lớn mình ăn chơi mình đâu có đủ gì đâu. Cho mình ai có việc làm á thì nói chung mà em cũng sẽ cố gắng để làm để mà tạo lại cái thiện cảm trong mắt của gia đình, chủ yếu là cái gia đình mình thôi. Niềm tin cuộc sống một lần nữa dâng tràn trong trái tim họ. Mỗi người một việc, ai cũng làm với cái tâm mong muốn điều tốt đẹp. Họ gửi vào đó cả một hy vọng về trang mới của đời mình. Một trang đời vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp khi họ kiếm được đồng tiền từ sức lao động. Khi đồng tiền ấy đem đến cho gia đình họ niềm hạnh phúc tột cùng. Những mẻ cá, những mẻ mứt thơm lừng được sóc ngay ngắn trên kệ là công lao, là bằng chứng cho những nỗ lực mà họ đã và đang cố gắng, cũng là sự thừa nhận họ với cuộc đời. Nếu chúng ta tin tưởng, nhìn nhận công bằng thì những đóng góp mà họ đã và đang làm được, chúng ta sẽ thấy rằng họ vẫn đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại bao giờ. Và đó là điều họ xứng đáng được nhận. Hy vọng từ những cơ sở nhỏ này sẽ có thêm nhiều hơn nữa những nơi như vậy, để người nghiện có được công việc làm ổn định, để người nghiện có hướng phấn đấu cho cuộc đời mình, để những trang đời lầm lỡ được viết tiếp tinh khôi.